thông báo cáo phó. Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, cụ bà. Sinh năm 1944, Ất Dậu, trú tại 22/10, thành phố Đồng Xuân. Đã từ trần vào lúc 6 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2020, hưởng thọ 76 tuổi. Linh cữu quản tại Tư Gia, lễ viếng từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 năm 2020. An táng tại phần mộ gia đình tại núi, thành phố Đồng Xuân, thay mặt tang quyến, trưởng nam.